bây giờ cái mùa này anh kho chay thiệt ngon thì mọi người cần phải làm các bước như sau là cắt rau quả theo đúng chuẩn ha. À, sau đó là mình sẽ luộc sơ, trụng sơ. Sau đó là mình sẽ xào lên. Mình có thể xào với lại hành tím hoặc tùy các bạn muốn xào với tỏi cũng được, không có sao hết. Tại mình không có kiêng kỵ cái vấn đề mà tỏi trong việc ăn chay hoặc hành trong việc ăn chay ha. Thì mình xào lên cho thơm. Sau đó là mình sẽ nêm gia vị nước tương, xào lên cho thiệt thơm cùng với những gia vị cần có trong đồ kho chay, và mình sẽ cho vào cái nồi. Tại vì khi mà mình xào thì cái rau củ của mình nó chưa có xẹp xuống, cho nên mình cần phải có một cái chảo bự hoặc cái nồi bự để mình kho. Sau đó mình cho vào cái nồi nhỏ hơn để vừa đủ, và mình bắt đầu cho nước vào để kho tiếp cho cái hỗn hợp của mình, rau củ của mình nó mềm lại. Sau khi kho thì mình sẽ cho thêm một chút đường nêm lại cho vừa ăn. Sau khi kho xong thì các bạn nên cắt những cái gốc của cây ngò đó. Gốc của cây ngò mình sẽ trộn đều vào cho cái nồi kho chay của mình nó thiệt thơm, và cái mùi của nó rất là thanh thoát, cái vị chay tươi ngon nữa. Và cuối cùng là mình cho một ít dầu mè vào thì chắc chắn rằng cái nồi kho chay của bạn rất là tuyệt vời luôn. Hãy làm thử theo cái cách của mình. Mỗi người mỗi vị khác nhau, nhưng nếu như mà bạn làm theo cái cách của mình, dù cho cái khẩu vị có thể là sẽ không hợp với người nào đó, nhưng mà khi mà các bạn làm cái vị của mình thì các bạn sẽ thấy là nó rất là tuyệt vời và nó lạ nữa. Và càng ngày nếu như mà mình càng ăn chay nhiều, càng nấu nhiều như vậy thì mình sẽ càng nấu ngon hơn ha, tay nghề của mình sẽ cao hơn. Thank you mọi người đã watching nè. Đó, cái nồi kho chay của mình rất là thơm ngon. Hãy làm giống như mình thì các bạn sẽ thấy cái vị của mình rất là tuyệt vời. Đây là cái nồi kho chay của mình ha. Cái nồi kho chay của mình nó có tên là cá sấu kho thịt trăng và đun dừa. Cá sấu là mình có khổ qua nè, thịt trăng là mình có cái nấm đùi gà ha, mình cắt vuông. Và con đun dừa đó chính là bắp non của mình. Ngoài ra mình còn có cái món kho chay khác được mang tên là cá sấu ôm trứng. Cá sấu ôm trứng quần rắn xanh. Đúng rồi, đó chính là cái món mà cũng là khổ qua kho với lại nấm rơm. Và rắn xanh đó chính là đậu que hoặc đậu đũa. Tại thường người Việt Nam của mình ăn đậu đũa, nhưng mà đối với mình thì đậu đũa nó không có hấp dẫn cho lắm, cho nên là nhiều khi mình cũng kho bằng đậu que. Bởi vì đậu que nó giòn giòn, nó tuyệt vời hơn là đậu đũa. Đôi lúc làm những cái món ăn đó, mình đặt cái tên vô nó cũng cảm thấy vui và hấp dẫn. Mọi người nói trời ơi, ăn chay mà tại sao đặt cái tên nghe ghê vậy. Nhưng mà cái tên đó chỉ là nói lên cái món ăn cho nó vui thôi, chứ thật ra không có gì hết. Cái đó là tùy mọi người nghĩ ha, nghĩ sao thì nghĩ, mình không có khe. Nhưng mà mình thấy có một cái tên nó vui tai là ok rồi, miễn vui là được. Mình không khe ai nói thì dĩ nhiên làm cái gì cũng vậy, có người ghét có người thích. Thì bây giờ cái người ghét mình thì làm cái gì cũng ghét hết rồi, đâu có khe đúng không? Mình cảm thấy vui là chính, là ok. Thank you mọi người watching.
Hãy subscribe.